Trước tình hình diễn biến phức tạp của các ca nhiễm mới từ 0 giờ ngày 6 tháng 5, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa một số khu dân cư và triển khai các công tác phun xịt khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sáng nay, lực lượng phòng hóa thuộc quân khu 5 đã phun xịt khoảng 5.000 m2 bề mặt tiếp xúc tại khu vực dân cư trên tuyến đường Đống Đa, đoạn qua tổ 35-36, phường Thuận Phước và một số cơ sở kinh doanh thuộc phường Thạch Thang. Tạm thời phong tỏa tòa nhà chung cư 12T3 trên đường Bùi Dương Lịch, quận Sơn Trà. Các lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại đây. Khi mà có phát hiện thì chúng tôi sẽ tiến hành là cách ly. Các lực lượng của phường và của quận sẽ tiến hành cách ly. Trung tâm y tế quận thì sẽ tiến hành xét nghiệm để đảm bảo cho người dân. Còn có vấn đề mà ăn uống của người dân thì chúng tôi ở trong các khu dân cư này là đều có các tổ trưởng và các lực lượng hội đoàn thể thì sẽ hỗ trợ cho người dân trong cái việc là đi mua bán thức ăn giống như các đợt trước. Hiện công tác truy vết kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang được chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai. Các phương án cách ly phong tỏa cũng đã được xây dựng, sẵn sàng thực hiện khi phát hiện thêm các ca nhiễm mới.